Rồi xin chào anh em nha Thì video này em sẽ hướng dẫn cho anh em là thay motor của con khoan à, 3 chức năng xẻ than của thằng Ryobi nha anh em. Thứ nhất anh em xem cấu tạo bên trong à, của một con khoan à, xẻ than của Ryobi luôn Đó. Nó thì nói chung là cũng cấu tạo rất là đơn giản Chỉ có loằng hoàng ở cái phần bổ nhông thôi Còn mà anh em nếu mà chia làm chia cái khoan ra thì nó chỉ có ba uh, phần uh, chủ yếu thôi. Thứ nhất là phần cò, đó là bộ điều khiển. Thứ hai là phần motor, đó. thứ ba là bộ phần nhông, đó. thì uh, có ba bộ phần uh, quan trọng nhất của cái khoan uh, chủ yếu, đó. thì thường thường một cái khoan nó chỉ hư các bộ phần như sau, là ví dụ như anh em xài nhiều mà không vệ sinh này kia có thể là dẫn đến hư cò, đó cho nên anh em khi sử dụng thì xương vệ sinh máy đó, tháo ra kiểu này xong anh em vệ sinh rồi lắp lại cũng được rồi ok thứ hai là hết than đó là anh em có thể thay than motor hoặc là cháy motor thì anh em có thể thay motor còn bộ phận nhông thì nếu anh em ép tải nặng trong thời gian dài ví dụ như tầm Nửa năm đến một năm anh em cứ ép tải nặng Thì nó dẫn đến là ví dụ nhiều trường hợp là Bi nó bị rơi ra khỏi bộ nhông Cho nên dẫn đến rơ đầu này kia Và kêu trong bộ phần nhông Thì anh em có thể là tháo đầu ra Kiểm tra và ráp lại Còn những anh em nào mà ví dụ như khoan ép nhiều quá mà bể nhông luôn á Thì trường hợp đó rất là hy hữu trừ trường hợp là ví dụ rớt bi ra hoặc là anh em chỉnh chế độ trượt này kia rớt bi ra mà anh em ép khoan này kia thì nó mới dẫn đến là lệch nhông này kia, bể nhông này kia. Đó, chứ hiếm hiếm khi mà bể nhông lắm. Nói chung là một cái máy khoan pin chủ yếu là chỉ là có hư motor là chủ yếu thôi. Cho nên cái vấn đề bảo hành của khoan pin thì nói chung đối với hàng xài than á thì anh em cũng không cần phải lo lắng quá tại vì hư rất là dễ sửa. Đó mà độ bền cũng rất là cao đối với anh em mà biết giữ gì, đó anh em lưu ý. thì uh, anh em thay motor đối với con khoan uh, ba chức năng này thì rất là đơn giản, đó mua một cái motor về nếu mà đối với những motor mà không có nhông thì anh em có chỉ việc là cạo nhông ra, đó mua một cái cạo cũng rẻ thôi, anh em cạo nhông ra, đó hoặc là sử dụng cái xe ben, xe beng mini ấy, kẹp vô bato tô lấy xe ben bảy cái nhông ra nhiều kiểu lắm đó thì khi anh em bày được nhông ra rồi thì anh em chỉ có việc bỏ uh, motor vào nhông nó hàn trì lại thôi đó rất là đơn giản đó thì anh em nào có nhu cầu uh, sửa chữa thì cũng liên hệ em qua số điện thoại 093 117 2897 thay motor đó. thay cò và sửa chữa này kia đó. thay linh kiện chứ nói đối với khuôn pin thì anh em phải hiểu là thay linh kiện là nhiều hơn là sửa nha anh em. tỷ lệ sửa thì trường hợp là kẹt đầu này kia thì sửa thôi chứ còn đa số máy khuôn pin đã đụng đến trường hợp hư là chỉ có thay thôi anh em lưu ý. rồi thì anh em xem video nếu mà còn thắc mắc gì thì liên hệ em qua số điện thoại nha, thì em sẽ giải đáp cho. Rồi, cảm ơn anh em đã xem video. Anh em à, nhớ đăng ký kênh và nhấn theo dõi, bấm vào nút chuông để khi nào em làm video mới thì anh em có thể à, à, xem tham khảo. Đó, rồi cảm ơn anh em đã xem video.